không thù quá, cho tao không có thù quá. Rồi đậu nó làm gì? À 30 ngàn nó gì? Tôi tính gạo, con hồi đậu xanh này rồi tôi chạy giùm không có tính. Với tiền học vật liệu qua, hả đợi ổng làm rồi đi lấy luôn à. Có con vịt đó, tôi để đó. Tiền sao? Tiền với lợi đằng kia chút nữa không? Nồi là lấy tiền là mẹ lắm. Gia vị đủ hết trơn đó. Đây là bắp. Đường. Đường. Đường nhiều quá. Còn... Vừa đâu mà không? Bên này đường nhiều quá, xét thấy không? Đường nhiều quá nó cứ ngắt. Béo không? Không có thụ lời ăn bắp đó hả? Có. Của ao à, nó đang tao bao trọn gói mà. Dừa nữa. Có dừa nữa. Có túi đựng bánh luôn. Có túi luôn, có đường luôn. Một lót thì đủ hết trơn. Không phải lấy được 30 chứ. Vậy đâu phải lấy 30 dễ dàng đâu. Này là bán gạo này ngon. Gạo nở đó con. Gạo nở, một dài nè. Bánh nó nhiều, còn gạo dẻo bánh nó dẻo à. Cậu qua, bánh trường nghe nói nghỉ học có không? Ờ có rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa mầm non mà. Đang đi rước nó đi, nước không nguyên mà chưa đi tới đây. Nó dồn đường. Có đường nhiều quá, nó ngọt á. Mấy cô Thục qua bên đây này muốn nhậu. Đối diện đó. Ông Thục là cái bánh nhiều không ạ?
quên nữa à, để không nghĩ nó quên nữa à. Trời ơi. Có luôn ha ấy. Nói cái gì hay quá. Ở đây mình không có mẹ hả? Ba la mở con. Anh quên tên hả? Hỏi cái quên đó đơn. Bao lâu mà mới xuất lại? Dạ có tháng 2 tháng. Là 50 lần giá là 10 ngàn hả? À 10 ngàn cho 50 cây. Nó còn mấy mình mua ký gạo gì là công gia công làm 30 ngàn trọn gói. Nó đậu lần là mấy tháng. Nó đậu là chỗ một chỗ vậy đậu cái tháng 2 tháng để cho mình đem lại mình xay. Còn giờ thì hiếm à. Không biết. Rồi 20 ngàn hai bịch. Ăn đi để ăn đi. Trời ơi ăn mà tiệm. Trời ơi. Rồi vô hai bịch. Vô giùm đó. Tại tôi bị không được đàng hoàng bị ba cái nhớ. Không phải. Ông mới ấy xong để rửa xong xong mới vô được. Rồi vô ba cái máy dầu này nhớ. Rửa rồi ngon rồi. Vậy à, Bù Bi đừng có bay đó ngồi luôn nha Bi, nghe cái sẹt hết luôn Bù Bi. Ôi, tay con dơ mày. Cái nào cho thêm đó là cho thêm đi chứ đi đứng ra. Chị à, mà nhỏ đông lắm, phải như vậy ít người là
vậy thôi. Bỏ vô thì ông cho thêm 5 cây nữa là 45, 50 cây. Bánh à, bà vô con mua rồi, đợi đi. Con mua rồi, hả, con mua hai bịch má con à. Vậy hả? Dạ. Vậy lát con vô. Dạ dạ dạ. Nãy giờ còn quên không đi? Con biết nãy giờ còn quên không? Mi học lớp mấy con? Lớp 2. Đi điếm vậy? Quay qua nói chuyện mình làm hồi quay lại mình hỏi quên. Chứ không phải lại. Mi tối nay coi xíu không con? Con có điếm đi để hồi con hỏi ông hỏi con không quên nữa. Dạ xiết ở chợ mình nào. Mỗi chừng quá con. 4 bịch nữa nha. Dạ con không biết nữa. Lớp không có tiền mà người lớn có tiền. Rồi lương bịch 10 ngàn, Mi bỏ vô bịch 10 ngàn đưa cô con, lấy cái mũ đựng con. Đó, Mi giờ là qua bán luôn rồi. Vô đi chị, em vô em làm tới chị. Xí kìa, tối nay đi coi không? Ông quên tối nay đi đám mà. Em này cũng bon chen ra đi kiếm bánh ăn. Coi quá nào giờ đâu có thấy được cái máy này nó sản xuất ra làm sao. Nó ăn mà nó không biết sản xuất. Mi không vô nữa hả? Làm biết hả phải không? Mệt quá mà, nó vô nhiêu điếm nó không nhớ mà ai. Nó vô nhiêu nó không nhớ cây. Vô cái điếm rồi xong nó buông ra hậu quý hôm nay nhiều. Nó hỏi ra ra hậu quý nhiều rồi. Có lấy cái gì chưa? Rồi đó, hai bịch. Ông bỏ vô bé này hai bịch. À, còn hai bịch của em nữa, của chị nữa. À, ba bịch ông. Vô ba bịch cho bé này. Nó ngay. Nó hay ngon lắm mấy gái, nãy nó mua hai bịch, nó hay ngon nó mua thêm bịch nữa là ba bịch. Trời ơi, hôm nay là vậy không á. Rồi còn quý bịch hai bịch, chị đó ba bịch, mà chị đó ba bịch, mà chị đó đưa 30 ngàn, quý đưa rồi qua lấy tiền người gái ơi. Đó giờ đi vô đây thấy nãy giờ mắc cười nhiều lắm rồi nha. Bữa nay có học không cháu? Dạ có, nãy có học á.
ở bên sau bên tiền lương phú nghỉ có cái dạ. Dạ. Mà sao cái trường này có học không buổi chiều mười ngàn bịch nữa không bác đây mai bác lại kiếm tươi bác ngái nữa tại vì ngái thèm ăn thôi bác cho ngái trai mà con xin giống như ông kìa, con đi ngay giống như ông vậy ông đâm xuống đi, đừng đâm ngay cắn bụng sao ngồi được ngồi ái thiệt á ái nghĩ sao cắn cái bụng của ái ba bịch của quý hai bịch nha bịch nào 66 em đi đương cho quý nha rồi đó nhiều gương mình nữa à trời ơi phú hồn của tôi lên tự thôi nhăn không có tự mình với bệnh chứ thôi chị sợ ai ai biết được em bình thường tự nhiên quay qua nhăn răng rồi ái cười mình nó không biết cười vui gì nữa chị không biết tại sao luôn ái ơi chăn nước ta vô tự mà đương như tiền ông ai đương như tiền ông thái ông thối sao mà khổng thai vậy trời ơi ông thối sao mà khổng thai đi